Mến chào các bạn. Những trái cam, dinh dưỡng, những lợi ích sức khỏe và nhiều hơn thế nữa. Là bài viết của Gillian Kubala, một chuyên khoa dinh dưỡng và sức khỏe. Bài viết rất hay và hữu ích, nên mời các bạn cùng cô ba tham khảo trong video này nha. Nếu bạn là một fan hâm mộ của trái cây họ cam quýt, bạn có thể đã rất thích những trái cam. Cam ngọt là loại người ta thường thưởng thức tươi và ở dạng ép. Cây cam ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc hàng nghìn năm trước và hiện được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Mexico, Tây Ban Nha, Việt Nam, v.v. Cam là một kho tàng của chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật bảo vệ, bao gồm vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ cam thường xuyên có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Bài viết này giải thích mọi thứ bạn cần biết về cam, bao gồm giá trị dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe, tiềm năng của chúng, v.v. Giá trị dinh dưỡng. Giống như hầu hết các loại trái cây, cam chủ yếu bao gồm carbs và nước, chứa rất ít protein và chất béo và tương đối ít calo. Cam là một nguồn chất xơ tốt. Một quả cam 140g đóng gói khoảng 10% giá trị dinh dưỡng hàng ngày cho chúng ta. Nhận đủ chất xơ hàng ngày là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể và giúp giữ cho hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ điều đặn và cung cấp nhiên liệu cho vi khuẩn đường ruột có lợi của bạn. Thêm vào đó, chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến một số lợi ích, bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư ruột kết và béo phì. Cam cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và folate. Một quả cam 140g đáp ứng 92% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Chất dinh dưỡng hòa tan trong nước này rất cần thiết cho sức khỏe của bạn. Cơ thể bạn sử dụng nó cho chức năng miễn dịch, tổng hợp collagen, hấp thụ sắt, v.v. Folate là một vitamin B đóng một vai trò trong quá trình trao đổi chất, phát triển thai nhi và nhau thai và nhiều quá trình quan trọng khác. Ngoài vitamin C và folate, cam cung cấp một lượng nhỏ chất dinh dưỡng khác bao gồm canxi, kali và vitamin B1. Cam chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi. Cam là một nguồn tuyệt vời của các hợp chất thực vật hoạt tính sinh học khác nhau, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Chúng bao gồm flavonoid, carotenoid và vitamin C. Flavonoid, cam được đóng gói với các hợp chất phenolic, đặc biệt là flavonoid, góp phần vào hầu hết các đặc tính chống oxy hóa của chúng. Hesperidin, một flavonoid cam quýt, là một trong những chất chống oxy hóa chính trong cam. Hesperidin có thể có tác dụng hạ huyết áp, chống viêm và chống oxy hóa trong cơ thể. Naringenin là một flavonoid cam quýt khác có liên quan đến lợi ích sức khỏe. Uống nước cam giàu naringenin có thể giúp cải thiện chức năng mạch máu và tăng cường khả năng chống oxy hóa trong cơ thể. Carotenoids. Tất cả các loại trái cây họ cam quýt đều chứa nhiều chất chống oxy hóa carotenoid, chịu trách nhiệm cho màu cam, đỏ và vàng phong phú của chúng. Một nghiên cứu cho thấy uống nước cam tươi giúp tăng nồng độ carotenoid trên da. Đây là những chỉ số tốt về tổng tình trạng chống oxy hóa của cơ thể. Beta-ribtosentin, hợp chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương oxy hóa. Ngoài ra,
cơ thể bạn có thể chuyển đổi beta-fructosamine thành dạng hoạt động của vitamin A. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, được tìm thấy với số lượng cao trong cam rốn thịt đỏ. Đó là cam cara đó các bạn, mà tiếng Anh gọi là blood orange. Nó có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Khi nhận đủ trong chế độ ăn uống của bạn, có thể giúp bảo vệ bạn chống lại bệnh tim. Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa nổi tiếng và được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Điều cần thiết là duy trì lượng thức ăn và đồ uống giàu vitamin C tối ưu như cam. Chế độ ăn uống dinh dưỡng cao và nồng độ vitamin C trong máu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tử vong do mọi nguyên nhân. Chế độ ăn nhiều trái cây họ cam quýt có thể bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính. Ngoài việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, thường xuyên tiêu thụ cam và các loại trái cây họ cam quýt khác có thể giúp giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe khác, bao gồm một số loại ung thư và tiểu đường. Các nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn nhiều trái cây họ cam quýt có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh ung thư, bao gồm ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư dạ dày, ung thư đầu và cổ. Hơn nữa, chế độ ăn nhiều trái cây bao gồm cả trái cây họ cam quýt có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Một nghiên cứu bao gồm hơn 7.000 người Úc trưởng thành cho thấy những người có tổng lượng trái cây ăn vừa phải, bao gồm cam và các loại trái cây họ cam quýt khác, có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 36% sau 5 năm so với những người ăn lượng trái cây thấp nhất. Ngoài ra, nó không tìm thấy những tác dụng có lợi tương tự ở những người uống nước ép trái cây. Điều này có thể là do nước ép trái cây có ít chất xơ hơn và ảnh hưởng ít hơn đến lượng đường trong máu so với ăn toàn bộ trái cam. Mặc dù trái cây họ cam quýt có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số tình trạng bệnh tật nếu bạn tiêu thụ chúng một cách thường xuyên, nhưng hãy nhớ rằng chế độ ăn uống và lối sống của bạn nói chung quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ loại thực phẩm nào. Phòng chống thiếu máu. Tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu, một tình trạng xảy ra khi cơ thể bạn thiếu lượng sắt khoáng. Mặc dù cam không phải là một nguồn chất sắt dồi dào, nhưng chúng là một nguồn vitamin C tuyệt vời, giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt của cơ thể bạn. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc thêm 120g cam vào các bữa ăn bao gồm gạo hoặc bánh mì với đậu lăng hoặc một món ăn làm từ rau xanh đã tăng cường khả dụng sinh học của sắt lên tới 10.7%. Giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Thường xuyên tiêu thụ trái cây có nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có thể giúp thúc đẩy chức năng miễn dịch khỏe mạnh. Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với chức năng của các tế bào miễn dịch như tế bào giết người tự nhiên. Nó cũng cần thiết cho một quá trình gọi là apoptosis. Trong đó, các tế bào cũ bị hư hỏng sẽ chết, sau đó được dọn sạch và thay thế bằng các tế bào khỏe mạnh mới. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và giúp bảo vệ chống lại quá trình tổn thương oxy hóa. Nếu không đủ vitamin C, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe miễn dịch và tăng nguy cơ mắc bệnh. Nhiều hợp chất khác trong cam bao gồm hesperidin và naringenin có hoạt tính chống viêm. Viêm mãn tính có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phản ứng miễn dịch. Vì vậy, thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất chống viêm
có thể giúp hỗ trợ hoạt động miễn dịch. Chất xơ là một chất dinh dưỡng khác được cung cấp bởi cam, có thể giúp tăng cường sức khỏe miễn dịch. Cơ thể bạn cần chất xơ để duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột, ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của hệ thống miễn dịch. Cam nguyên chất so với nước cam. Nước cam là một trong những loại nước ép được tiêu thụ thường xuyên nhất ở Hoa Kỳ. Nó ngọt ngào sảng khoái và cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng và các hợp chất thực vật có lợi. Mặc dù cả nước cam và cam nguyên chất đều bổ dưỡng, nhưng có một số khác biệt giữa hai loại này như sau. Hàm lượng chất xơ. Một trong những khác biệt chính giữa cam nguyên trái và nước cam là nước cam có hàm lượng chất xơ thấp hơn nhiều. Một ly 248ml nước cam nguyên chất có lượng calo gần gấp đôi so với cả quả cam và chứa gần gấp đôi lượng đường. Thêm vào đó, nước cam chứa ít chất xơ hơn nhiều so với trái cam, vì vậy nó ít làm no hơn nhiều. Do đó, nước ép trái cây dễ tiêu thụ quá mức hơn nhiều so với cam nguyên quả. Uống quá nhiều nước ép trái cây sẽ không tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn, vì nó có thể góp phần tiêu thụ quá nhiều calo. Tác dụng phụ. Cam không có nhiều tác dụng phụ được biết đến, mặc dù hiếm gặp, dị ứng cam vẫn tồn tại. Nếu bạn bị dị ứng với cam, bạn nên tránh ăn cam hoặc uống nước cam. Đối với những người bị ợ nóng, ăn cam có thể làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn. Điều này là do cam chứa axit hữu cơ, chủ yếu là axit citric và axit ascorbic. Nói tóm lại, cam là một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới. Chúng bổ dưỡng và cũng rất ngon. Chúng là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, cũng như một số vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác. Một nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ trái cây họ cam quýt như cam một cách thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim. Nói một cách khác, loại trái cây họ cam quýt tươi sáng này là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô Ba cũng xin mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.